Tổng chiều dài của đại lộ Thăng Long gần 30 km, rộng 140 m, gồm hai dải đường cao tốc quy mô mỗi chiều 3 làn xe, hai dải đường đô thị 2 làn xe, dải phân cách giữa, hai dải đất dự trữ và dải trồng cây xanh vỉa hè. Theo hướng vào trung tâm thành phố tại khu vực phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đại lộ Thăng Long như đi xuyên qua một cánh rừng rậm rạp dài gần 2 km. Hệ thực vật xanh mát, dày đặc khiến những con đường như nhỏ lại, cảm giác mát mẻ. Đặc biệt ở dải phân cách giữa rộng hàng chục mét, cây bóng mát tầng cao được trồng dày đặc. Việc trồng cây xanh trên đại lộ Thăng Long giúp tạo cảnh quan xanh mát từ huyện Ba Vì về đến trung tâm hội nghị quốc gia. Đại lộ Thăng Long có điểm đầu được tính từ nút giao Trung Hòa, quận Cầu Giấy, điểm cuối ở vị trí nút giao Hòa Lạc. Tại điểm đầu, cây xanh được trồng đa tầng phía trên kết hợp thảm cỏ được tạo hình ở mặt đất, quy mô lên đến 5 hàng cây xanh, tạo nên hệ thực vật phong phú. Tại hầm chui ở điểm đầu đại lộ, cây cúc tần Ấn Độ phủ xanh kín hai bờ tường, tạo nên màu xanh đẹp mắt và làm ngỡ ngàng cho những người lần đầu đi qua. Ở tầng thấp có cây tán thấp như trúc anh đào, hoa dâm bụt, thảm cỏ, hoa, vân vân, và khoảng 20.000 cây cọ dầu được trồng thành 4 luống. Tại điểm cuối đại lộ Thăng Long có nút giao Hòa Lạc với quốc lộ 21A. Nút giao này là những cánh rừng nhỏ, cây được trồng dày đặc. Thời điểm trước 2016, tuyến đường này chưa có nhiều cây bóng mát, mà chỉ có cây tán thấp như trúc anh đào, hoa dâm bụt, thảm cỏ, hoa, vân vân. Sau đó, thành phố triển khai trồng hàng chục ngàn cây xanh, tạo cảnh quan xanh mát từ huyện Ba Vì về đến trung tâm hội nghị quốc gia.